Công chúa nhỏ thấy chiếc vòng xinh đẹp liền đem nó xỏ vào tay, không ngờ ngay giây sau chiếc vòng đó bỗng biến đổi, từng chút khảm vào da thịt khiến cô bé vô cùng đau đớn, dùng cách nào cũng không thể tháo nó ra. Đáng sợ hơn, ánh mắt cô bé phút chốc trở nên đỏ ngầu, mọi vật xung quanh đều biến thành đen trắng, ngay cả nhà vua trước ánh nhìn của cô cũng biến thành quái vật. Nỗi đau đó chỉ chấm dứt khi cơ thể công chúa không chịu được mà ngất đi. Nhà vua thông qua pháp sư biết được ba chiếc vòng đó là vật nguyền rủa. Chỉ có một cách để hóa giải, đó là vào năm công chúa 15 tuổi, chiếc vòng sẽ tự động phát ra ba câu đố. Nếu có người giải được thì lời nguyền sẽ bị phá vỡ, nếu không thì năm 18 tuổi công chúa sẽ bị chiếc vòng đó hấp thụ toàn bộ tinh lực. Công chúa nhỏ cứ vậy chịu đựng sự ký sinh của chiếc vòng mà lớn dần. Năm 15 tuổi cô vô tình gặp được một thanh niên ngoại quốc, anh ta chính là người duy nhất có thể giải thoát cô khỏi lời nguyền, tuy nhiên cũng là kẻ thù không đội trời chung với nữ chính. Bởi anh ta vốn là hoàng tử của một đất nước nhỏ. Năm đó, quân đội dưới quyền vua cha đã tấn công và săn phẳng đất nước ấy. Cha mẹ và tất cả người thân của anh ta đều vì trận đấu kia mà qua đời. Chỉ có nam chính may mắn được sư phụ đem đi mới thoát được một mạng. Có điều do trải qua cú sốc quá lớn nên nam chính tạm thời mất đi trí nhớ, không biết mình là ai và đến từ nơi nào. Ba chiếc vòng nguyền rùa kia vốn thuộc quyền sở hữu của gia đình cậu, đã bị quân triều đình nhặt được đem về dâng lên nhà vua, trùng hợp vào đúng dịp sinh nhật công chúa nhỏ. Giữa vô vàn món quà quý giá bày biện khắp xung quanh, công chúa nhỏ lại bị thu hút bởi nét đẹp huyền bí của ba chiếc vòng. Không nghĩ ngợi gì, cô trực tiếp đeo nó vào tay. Kết quả lời nguyền chính thức bị kích hoạt, từ bộ vòng mọc ra những xúc tu đâm sâu vào da thịt của công chúa. Thấy công chúa gào lên đau đớn, nhà vua vội ra lệnh tháo nó ra. Tuy nhiên lúc này chiếc vòng đã gắn liền với da thịt nên không làm gì được. Cơ thể công chúa từ từ biến đổi, mọi sắc màu xung quanh đều biến thành đen trắng. Công chúa vừa đau đớn vừa hoảng sợ đến mức ngất đi. Tuy công chúa gặp chuyện, nhưng để yên lòng dân, nhà vua vẫn ra lệnh bắn pháo hoa mừng sinh nhật theo kế hoạch từ trước. Tình cờ hoàng tử nhỏ lại được sư phụ dẫn đến sống trong vương quốc của công chúa. Ngay khi giàn pháo hoa nở rộ, cậu nhóc đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó. Từ đó cậu luôn mang trong mình ước mơ trở thành chuyên gia chế tạo pháo hoa. Thời gian trôi qua, công chúa nhỏ ngày nào giờ thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên do ảnh hưởng của chiếc vòng mà thần sắc của cô luôn trong trạng thái lạnh lùng vô cảm. Một lần tướng quân nghe lệnh vua đến giúp cô luyện võ. Vốn công chúa không sự hống hách của hắn ta nên dụ ra ngoài, nhờ có sức mạnh của chiếc vòng nên công chúa di chuyển cực kỳ nhanh. Tuy nhiên vẫn không phải đối thủ của tên tướng quân đó. Đang khi hắn định dạy cô một bài học thì hoàng tử xuất hiện ra tay giúp đỡ. Vốn dĩ nam chính chỉ định lẻn vào hang nhìn trộm cách chế tạo pháo hoa của hoàng cung, không ngờ quá phấn khích nên vô tình để quân lính phát hiện. Nam chính vội vàng tìm cách chạy trốn, không ngờ lại vô tình chạy thẳng vào khuôn viên nơi công chúa đang ở. Thấy cảnh đàn ông bắt nạt phụ nữ, anh liền ra tay bênh vực. Tuy nhiên nam chính cũng không phải đối thủ của hắn. Cũng may ngay lúc nguy hiểm, nữ chính đã dùng bộ vòng ngăn lại khiến cây kiếm của hắn vỡ vụn. Tướng quân đổi hướng ra lệnh quân lính đem hai người đột nhập hoàng cung đi xử tử. Tuy nhiên vì có công chúa bảo vệ nên hắn không làm được gì, đành rời đi. Công chúa đề nghị nam chính thường xuyên đến cùng cô luyện võ. Nam chính bị vẻ đẹp của công chúa hút hồn liền vui vẻ nhận lời. Ngày hôm sau nam chính chủ động tìm đến như đã hẹn. Anh dùng tất cả những chiêu thức sư phụ dạy truyền lại cho nữ chính. Vốn sẵn năng lượng của chiếc vòng nên nữ chính tiến bộ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ngang tầm với nam chính. Một hôm trong lúc luyện võ, tay nam chính vô tình chạm vào chiếc vòng, những ký ức về nó thoáng hiện ra trong tâm trí cậu. Tuy nhiên ngay giây sau nó đã biến mất. Nam chính chỉ nghĩ rằng đó là ảo giác do ma thuật làm ra, mà không biết mình mới là chủ nhân thực sự của nó. Trước ngày trăng tròn, công chúa dặn nam chính không được đến tìm cô. Vậy mà nam chính không nghe lời, vẫn cố tình lèn vào. Thấy cảnh nữ chính bị trói chặt lại, nam chính tưởng cô bị ngược đãi, không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng thả tự do cho cô. Đúng lúc đó lời nguyền giải phóng sức mạnh, cơ thể nữ chính phút chốc biến đổi, ý thức cũng bị lời nguyền khống chế, suýt chút nữa đâm chết hoàng tử. May mắn cô vẫn còn chút lý trí, cố gắng ngăn cản hành động của mình, tranh thủ kêu nam chính bỏ chạy. Lúc này anh mới miễn cưỡng rời đi. Sau ngày hôm đó, nữ chính ra lệnh nam chính không được đến nữa. Cô không vui vì đã để anh thấy bộ dáng điên loạn của mình. Nam chính không bỏ cuộc mà quyết định trở thành vệ binh để được gần hơn với nữ chính. Hai năm nay, nhà vua luôn tổ chức để các hoàng tử khắp nơi về giải lời nguyền. Nếu ai thành công thì sẽ được kết hôn với công chúa. Đã có rất nhiều hoàng tử phải đánh đổi bằng tính mạng nhưng cũng chưa ai giải được lời nguyền kia. Một hôm có vị hoàng tử lấy lý do đến giải câu đố, nhưng mục đích chính lại là muốn hại chết cô để trả thù cho em trai anh ta. Có điều việc trả thù thất bại, anh ta nhanh chóng bị công chúa bắt trói. Công chúa không xử lý hắn luôn mà cho thêm cơ hội giải lời nguyền, nếu giải thành công sẽ tha chết cho hắn. Tuy nhiên vị hoàng tử này vì lòng căm hận liền từ chối ý tốt của cô. Lúc này ánh sáng từ chiếc vòng vô tình chiếu vào mắt nam chính, trong đầu anh bỗng hiện lên một số đoạn ký ức lạ liên quan đến chiếc vòng. Thấy vậy nam chính quyết định đề nghị nhà vua cho mình thử sức. Mới đầu công chúa còn khuyên nam chính rút lui, vì nếu anh thất bại thì cái phải đánh đổi sẽ là mạng sống. Tuy nhiên vì tình yêu, nam chính vẫn quyết tâm thực hiện giao dịch này.
Ngay khi nữ chính đọc lên câu đố đầu tiên, nam chính liền nhắm mắt lại cảm nhận, trước mắt anh hiện lên bóng dáng một người phụ nữ. Bà ta dẫn nam chính trở về thời khắc năm xưa, năm đó biết quân mình sẽ không chiến thắng được nên cha của nam chính đã dùng sức mạnh chiếc vòng nguyền rủa. Ông nhanh chóng sở hữu sức mạnh siêu phàm, chỉ vài giây đã khử sạch đám lính xung quanh. Đúng lúc này thời gian suy nghĩ kết thúc, nam chính bị dẫn đến nơi có vạc dầu sôi, cùng lúc đó mảnh ký ức kia lại hiện đến. Ngay phút cuối anh đã nói ra được đáp án đầu tiên, chiếc vòng màu xanh chuyển động rồi vỡ vụn. Pháo hoa báo hiệu thành công nhanh chóng bừng sáng giữa bầu trời. Nam chính được tung hô như một vị anh hùng dân tộc. Tuy nhiên anh vẫn chưa nhận ra đoạn ký ức đó thuộc về bản thân, chỉ cho rằng nó có liên quan đến chiếc vòng. Sư phụ biết rõ công chúa là kẻ thù của nam chính, nhưng suốt bao năm nay ông không dám nói cho anh vì sợ anh gặp nguy hiểm. Chỉ đành âm thầm khuyên nhủ nam chính bỏ cuộc. Tuy nhiên nam chính nhất quyết không chịu bỏ mặc công chúa, không biết rằng mình đang tự đẩy bản thân vào mối nguy hiểm. Bởi tên tướng quân độc ác đã ra lệnh cho thuộc hạ, dù ngày hôm sau nam chính có trả lời đúng cũng không được bắn pháo hoa. Hôm sau vẫn như cũ, một đoạn ký ức khác lại hiện về, năm đó cha anh bị tác dụng phụ của lời nguyền, không phân biệt được quân địch và quân ta nên ra tay với tất cả. Mẹ anh vì che chắn cho con trai cũng mất dưới kiếm của ông. Lúc tỉnh táo lại ông vô cùng ân hận đành quyết định đi theo bà vợ. Lúc này nam chính cũng nói ra được câu trả lời thứ hai, chiếc vòng màu vàng cũng theo đó mà biến mất. Tuy nhiên pháo hoa báo hiệu vẫn không được thắp lên, bởi đám thuộc hạ tên tướng quân đã ngăn cản lại. May mắn đúng lúc nam chính suýt bị xử lý thì nữ chính xuất hiện, cô tự mình đến thông báo nam chính đã thành công. Có điều lần này nam chính đã nhớ ra mọi chuyện, anh quyết định bỏ mặc nữ chính rời đi nơi khác. Không ngờ chưa kịp đi xa đã bị người của tướng quân chặn lại. May mắn nữ chính xuất hiện kịp thời, thế nhưng trong mắt nam chính bây giờ chứa toàn thù hận muốn tấn công nữ chính, chỉ là hiện tại anh không phải đối thủ của cô. Nữ chính nhân cơ hội đọc ra câu hỏi cuối cùng, nam chính biết không trả lời được sẽ chết nhưng vẫn không khuất phục, anh chọn cách đâm thẳng vào lưỡi kiếm của công chúa. Trước khi mất đi ý thức còn gằn lên tên của nữ chính cách căm hận, không ngờ cái tên đó lại chính là câu trả lời thứ ba. Chiếc vòng còn lại cũng theo đó mà biến mất, công chúa chính thức được tự do thoát khỏi lời nguyền. Biến đổi đầu tiên đó là màu sắc trong mắt cô được khôi phục trở lại. Nam chính may mắn sống sót bởi cơ thể anh khác người thường, trái tim trong dòng họ anh đều đặt ở bên phải. Nữ chính chưa biết lý do nam chính thay đổi nên muốn kết hôn với anh, không ngờ nam chính lại ra điều kiện ép cô tìm hiểu về thân thế của nam chính. Nếu không tìm được thì hôn sự sẽ bị hủy bỏ. Cùng thời điểm đó, tên tướng quân đã lấy mảnh vụn từ ba chiếc vòng, thành công luyện được cơ thể bất tử. Việc đầu tiên hắn làm sau khi thành công là trừ khử pháp sư đã giúp hắn. Sau đó đến bắt nam chính làm con tin, ép nữ chính kết hôn với hắn nhằm chiếm ngôi hoàng thượng. Nữ chính hiện tại đã mất đi sức mạnh của chiếc vòng nên hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, đành chấp nhận giao dịch. Ngày hôm sau trước mặt tất cả triều đình, nữ chính đã công khai tố cáo tội ác của tướng quân, thì ra năm đó hắn tự ý quyết định tấn công đất nước của nam chính khi chưa được phép của nhà vua, mục đích chính là cướp lấy chiếc vòng nguyền rủa. Tướng quân bất tử không còn phải kiêng dè ai, nhanh chóng lật mặt gọi quân của mình đến lật đổ hoàng thượng. May mắn mọi kế hoạch của hắn đều có người báo cho công chúa từ trước, truyền tất cả số bom, hắn chuẩn bị thành pháo hoa hướng về quân của tướng quân. Hắn nổi giận tấn công hoàng thượng, hai bên bắt đầu xông lên tranh đấu. Khi nhận ra không ai là đối thủ của hắn, nữ chính bèn dẫn nam chính rời đi. Tướng quân cũng đổi hướng đuổi theo hai người, nữ chính dụ hắn vào nơi đặt sẵn bẫy, châm tất cả ngòi nổ đã chuẩn bị từ trước, đánh sập cột đá cao chôn vùi tên tướng quân. Khi hai người nghĩ mọi chuyện kết thúc, lại bất ngờ thấy hắn trồi lên, bây giờ đã hết đường chạy, hai người đành liều mạng chiến đấu. Trong lúc nguy hiểm, nữ chính vô tình phát hiện ra máu của mình có thể khiến hắn bị thương, liền tung kiếm cho nam chính đâm vào ngực hắn. Thân thể tướng quân nhanh chóng bị thiêu rụi, có điều nữ chính lúc này cũng bị thương nghiêm trọng. Trước khi nhắm mắt, cô giao lại cho nam chính bí quyết chế tạo pháo hoa, từ đó nam chính mang bí quyết của mình đến khắp các nơi trên thế giới. Nơi nào anh đi qua cũng rực rỡ pháo hoa trên bầu trời. Bộ phim đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye!